đi phim làm với anh ghé. Ấn chưa? Ấn chưa? Mừng đi, mừng đi. Một em nữa nha cả nhà. Trời ơi, nhớ anh. Phải vậy chứ. Ừ, mà cá hồn. Câu lên con ốc luôn cả nhà. Rồi, Nghĩa xin chào cả nhà nha. Hôm nay Nghĩa với Phương Nguyễn, Phương Nguyễn sắp bắt này cả nhà, với anh Trung với anh Út đi xuống với Lộc An câu cá nha cả nhà. Câu cá gì nha? Cá nâu. Cá nâu, cá rìa. Cá về. Rồi anh em mình làm câu, bắt đầu thả mồi nha cả nhà. Hay dữ vậy. Dính đó. Rồi, Phương được một con. Qua đây, quá. Con to ha. Còn đó là được rồi. Ừ. Tay xe là ok rồi. Đó. Lụm tiền. Chúc mừng thành quả con đầu tiên. Kiểu này phải qua Phương ngồi quá. Xuống. Sâu đôi. Sâu đôi, sâu đôi. Làm ơn chưa, ơn chưa. Mừng đếm, mừng đếm. Ba bếp. Sau đôi. Viết chưa, viết chưa. Quá, anh mới làm được vậy thôi. Cái nâu mình giấy kia mà giấy cầm mà nó nhám không có về sợ mấy Phương nãy đừng con nữa cả nhà. Phương nãy đừng con mình sau đôi hai con đồ đàn anh là phải câu gấp đôi chứ. Một con ra chịu vậy chứ. Thứ này mà nướng rồi thôi chứ. Nướng ăn thịt mới hơn khai khai. Rồi tiếp tục với cả nhà ơi. Vậy được nữa hả? Hay dữ vậy. Vip vip vip. Anh Trung đừng con nữa cả nhà. Một em nữa. Một em nữa nha cả nhà. Đồ hay phải vậy chứ.
câu 3 ngày. Cho nó nửa con nha, mày bắt nửa con không? Quá nghĩa ơi. Đấy làm được chứ. Sao có nghĩa để nó nghỉ thử cho linh đâu nha. Có 7 có 7 ngàn ký. Thơm quá hả? Tiếp tục thôi cả nhà ơi. Nữa cả nhà ơi. Một em nữa. Trời ơi, dữ lắm. Phải vậy chứ. Tiếp một con nữa cả nhà. Bốn con nha. Mai đây nha. Quay mai chắc tiệm mới quay là quay theo câu mới có động lực rồi sao ta? Ừ. Mạnh lên chưa? Mười điểm. Nghe, mười điểm. Mười điểm ha. Mười điểm. Lụm chạy quanh nghĩa quá. Tiếp tục cả nhà ơi. Nè mình không có quay suốt cả nhà tại vì ăn nó ăn cũng hơi lâu á nên pin của mình cũng không đủ. Khi nào mà dính thì mình mới quay cho cả nhà. Được con nữa cả nhà. Cá hương. Lụm cả nhà ơi. Trong lại nghe. Trong nói này. Ừ, ừ, tiền chuyện không anh. Câu cá mà câu tôm thẻ không ăn thứ nào chứ đâu hả? Cá đâu ăn nữa thì thôi. Ăn cái không có tôm kia buộc phải tôm kia nhóc không có. Sớm quá không có. Ta vô đây sớm đóng tôm. Sớm quá ở chợ không có. Bến này cái đóng. Tôm bóng tôm đỏ đúng không? Phương bên kia được một con nữa cả nhà. Đó. Rồi, mình thì cũng tiếp tục. Phương dính thêm con nữa cả nhà. Bên Phương chịu ăn rồi đó. Dạ được mấy con à? Sáu bảy con, bảy tám con gì á. Rồi nhỏ 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 có 3-4 con tại. Dạ. Có bự bộ. Cái nâu này. Sống dụng sống. Đem về tinh nấu mà sống gì mà. Cái đâu đó là bá chủ nè, đừng có bỏ cái này. Dạ. Có nó nha, nó rồi. Qua cái này ăn ra qua không có lì nhiễm hả? Ba ký cái lì luôn. Cái chết cơm mới câu ổng câu cơm vậy không mình chẳng thấy. Thế tôi thẻ rồi mấy chục ngàn lạng nó chơi luôn. Rồi tôm cái này nó đóng vậy có 10 ngàn lạng rồi nó câu luôn á. Này 20 ngàn lạng nữa. Thẻ này bự hơn, cục màu bự hơn, còn tôm kia cục màu nhỏ. Cũng ba câu đem 12 ký quá ngon không? Câu gì ăn hả? Ăn hả bán? Ăn. Câu giải trí mà câu giải trí cái lìa nó ngon cái đâu
cơm vậy không này, cơm vậy mình mấy anh đi vậy phải bỏ cho thùng bia, nó yêu cầu con được cá lít cơm luộc. Cái nóc câu này cá đang cũng hấp dẫn. Đó, mấy hai này đậu gọi là sấm cứ ta lả cầu thứ phình lên phình lên nè, ba con à, mua cứ mua câu mua lữ này đó trời. Thấy mồi anh Trung lên hàng, lên hàng các bạn ơi, nãy giờ ngồi không ngủ lắm rồi. Còn to à? Đúng không? To hay không? Quá VIP rồi. Không biết với người ta chứ, lấy lại cái độc cần nhá. Phương mấy con, hai con hả? Chà, anh hãy dựng con cũng chuông luôn con mình ra. Ghê lắm nha, dễ nhau. Ghê anh ấy. Ráng bằng em út rồi nha. Một em nữa cả nhà ơi. Ủa cái này cái gì vậy? Cái này mình không biết luôn cả nhà. Mình không biết cái này. Thôi mình gỡ mình bỏ vô luôn. Để hồi mình hỏi mấy ảnh này coi cái này cái gì. Chiếc đang ra ra biển nha cả nhà. Ta à, đi cái chốc lóc bước lên rồi. Gọi đỏ ơi. Gọi đỏ. Giờ này cũng chiều rồi. Anh núp ngọn kia rồi nha. Đỏ. Kia là anh Trung. Đào. Cá dây luôn. Ủa, anh Trung lên cá. Cái gì á? Cá liền. Cá. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì không kêu, kêu cái gì không? Cái này như cái giò. Ăn rồi đó. Coi chừng cái ngạnh đó. Hay quá Trung ơi. Hay quá. Ghê quá nha, câu lên con ốc luôn cả nhà. Ốc mượn mượn hồn rồi cả nhà. À, nằm trong đây nè. Bắt luôn con hồn cái đó ăn ngon mà. Ừ. Làm nghĩ nó nặng hết hồn luôn, tưởng cái gì. Ủa nặng. Lụm đầu quá luôn.
lấy con tôm vậy. Ừ. Được một em này mượn hôn hả? cá gì hai chữ bành, cá nóc kêu nó kêu rồi ẹt. Cá này đúng là cá dề luôn nè. Bữa đầu mày câu nhiều, bữa thứ hai câu vừa, bữa nay câu ít là hết là hết rồi. Hết là nó sợ. Ồ thấy xuống nó chưa, nó lặn đi liền ha. Hay. Có đậu coi giật cá nè. Gì anh giống? Anh Trung. anh Trung lên con kìa. Cá đâu? Qua mình coi cái con cá của anh Trung à, mới vừa gặp câu lên. Ăn cá. Cá đù. Cá đù cả nhà. Những cậu câu được con cá đù nó chạy. Hay thiệt. Lên cá cả nhà ơi. Nó ngớp nè. Cá này mà cũng câu được không biết sao luôn. Vậy vậy. Đâu, anh bỏ xuống rồi, anh bỏ xuống rồi, nó dậy không? Đẹp ghê không? Nó ngáp rồi, nó ngáp rồi. Rồi không cũng lâu rồi, cũng phải cho người ta có chút hứng thú nha. Cá đù. Rồi, mình qua tiếp tục câu, anh em ơi. Giờ mình vô trong mé. Mình vô trong mé rồi ngồi câu. Ý, lên nữa hả? Lên nữa cả nhà ơi. Con cá đù nó còn dãy, con cá này lên nữa rồi. Nó tích bò ra kìa. À. Một em nữa. Cái đầu bỏ vô hả? Rồi. Rồi, mình qua kia tiếp, mình bỏ dép ra, rồi mình té cái quá hấp. Mang dép đi lên đây trơn quá. Thấy luôn. Trời ơi, con cá. Chàm dàm luôn. Ui. Nó nổ cái đụng. như chiếc bánh nè. Vậy người ta nó phụ lực đó, vậy ta gỡ ra. Rút cán luôn. Nó lưỡi bén lắm nha. Miệng bén ghê. Cá nóc nè. Thấy chưa? Nó khì à. Hả? Cá nóc. Đó, đó. Nó quẩy à? Nó quẩy vậy mà nó không chịu xì hơi ra để nó bơi nha. Bóng bàn. Mình biết con cá này là có bóng rồi nha cả nhà. Hồi nãy câu được con cá vậy nè. Tại có coi cái con hả? Ừ. Nãy giật con vậy nè. Anh đâu biết cá bóng đâu. À cá bóng này đen. À, em cá bóng là hai em. Cái gì vậy? Cá nóc. Ngon canh ngọt cơm đó. Ngọt à. Nướng à.
Ôi da. Ừ, nóc. Cái này không ngọt rồi. Này thấy không ngọt rồi. Em nâu. Được em nâu nha cả nhà. Ừ, vậy sao ruột được. Dính hai đi. Hai lưỡi, à lưỡi à. Được một em nâu. Nhỏ quá hả? Nhỏ. Tự nhiên con của mình hai kéo đã. Ừ. Cho em nằm đó. Anh Trung lên được một con nữa cả nhà. Đó. Anh vừa câu vừa livestream ở bên đó luôn cả. Đây là con cá cũng khá. Cá cũng khá là cái gì? Cũng khá khá. Trời trời sắp sắp tối rồi cả nhà. Mặt trời xuống rồi. Anh em bên kia người ta cũng còn câu ngồi câu nhiều nữa. Lên 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 hả đó. Một em nữa, em kia còn ngáp ngáp nguyên con mà. Nguyên con hả chứ nữa, nữa, nữa. Ôi dạ. Lên không phải không mấy nguyên con nó rạc ra nữa. Chết. Vậy vậy này cũng ghê lắm quá. Nằm im đi. Đó, hai em. Ngon nha. Ừ. Ý dạ. Trời, con kia nhảy đâu rồi. Tới giờ nó ăn rồi, tới giờ nó ăn rồi. Dính hả? Ui da, một em đó. Lên lên lên. Đi đi chân gặp đây. Thôi. Thôi. Mẹ mấy em kia rớt hết dưới đây rồi cả nhà. Nằm kìa. Cả nhà nghe mẹ. Em này nhức lắm hả? Nhức lắm à. Cho em xuống đó luôn. Đừng lọt kẻ ra. Tới giờ của em rồi. Đâu, để đâu quay thành quái rồi, quay thành quái coi. À giờ cũng tối rồi cả nhà ơi. Hôm nay mấy anh em mình câu nè. Được thôi à. Bánh bánh ra được được một banh ra cho nhiều quá. Tối rồi, sập tối rồi. Đó, được như đây thôi à. Như đá không à. Đó, cũng nhiều lắm chứ. Có đá đó. Chị quá luôn đó. Còn anh Út nè, anh Út nè cả nhà. Chà, nó canh khỏe. Canh khỏe luôn. Anh Út nhiều. Lừ quá. Rồi thôi mình xin kết thúc clip ở đây nha cả nhà. Hẹn cả nhà những clip sau gặp lại nha. Bye bye, chào tạm biệt cả nhà. Bye bye, chào tạm biệt cả nhà nha. Bye bye.